Thưa quý vị, giáo dục trong gia đình luôn rất quan trọng, bởi đó là nơi nuôi dưỡng trẻ từ bé cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Hơn ai hết, cha mẹ chính là một người bạn đồng hành, một người thầy dẫn đường tốt nhất của mỗi đứa trẻ. Không có bậc cha mẹ nào là hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn có một tình yêu hoàn hảo dành cho con. Tình yêu ấy sẽ giúp chúng ta hoàn thiện chính bản thân mình, trở thành những tấm gương sáng để con cái noi theo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Hãy yêu con theo cách này mẹ nhé của tác giả Linh Du. Sách do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành vào tháng 3 năm 2017. Hãy yêu con theo cách này mẹ nhé là cuốn sách ghi chép lại những câu chuyện có thật. Những tình huống được đề cập trong cuốn sách đã khái quát những giai đoạn phát triển tâm sinh lý cơ bản của trẻ nhỏ, đồng thời phân tích và đưa ra những lời khuyên giáo dục hữu ích dành cho các bậc phụ huynh. Khi cầm trên tay cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: chúng ta thực sự tìm kiếm điều gì trên con đường giáo dục? Đó không phải bí quyết tạo ra những thiên tài, mà chính là cách để nuôi dưỡng những thế hệ trẻ thơ có tâm hồn trong sáng, trái tim bao dung, biết yêu thương chính mình và chia sẻ tình yêu ấy với mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, bằng lời văn ấm áp, giàu tình cảm, cùng kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm thực tế, thông qua những câu chuyện có thật, tác giả muốn chia sẻ những thông điệp nhân văn và ý nghĩa về việc nuôi dạy trẻ, để mỗi chúng ta bằng tấm lòng, trái tim và tình yêu tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh. Đừng buông tay chỉ trích khi trẻ sai lầm, hãy động viên, thông cảm và hướng các con đến những điều tốt đẹp. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý